Theo hãng tin ATI, số binh sĩ này thuộc một công ty quân sự tư nhân Mỹ và với tư cách là lính đánh thuê phối hợp với các lực lượng vũ trang Ukraine cùng tham gia hành động tấn công vào tỉnh Kursk của Nga. Những lính đánh thuê này đã đăng tải ảnh chụp check-in trên chiến trường lên mạng xã hội. Trong một bức ảnh được ATI đề cập, ba lính đánh thuê Mỹ mặc quân phục được trang bị đầy đủ vũ khí và cánh tay cuốn băng màu xanh tượng trưng cho quân đội Ukraine. Phía sau là chiếc xe bọc thép Humvee của Mỹ sự tham gia của lính đánh thuê nước ngoài trong xung đột nga ukraine không phải là chuyện mới và quân đội nga đã nhiều lần tuyên bố rằng họ đã tiêu diệt hoặc bắt giữ các lính đánh thuê nước ngoài trong các trận giao tranh chính phủ các nước liên quan và các tổ chức lính đánh thuê nhìn chung vẫn giữ im lặng về điều này và không muốn trực tiếp thừa nhận tuy nhiên trước thông tin trên bộ ngoại giao nga đã lập tức triệu tập khẩn cấp đại biện lâm thời mỹ tại nga tới để bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ và bất bình của nga về vấn đề này bộ này nhấn mạnh rằng loạt hành động này đã chứng minh mỹ đã trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột và đóng vai trò đáng hổ thẹn Đồng thời, Bộ Ngoại giao Nga cũng đưa ra tối hậu thư rằng bất kỳ chuyên gia hay lính đánh thuê nước ngoài nào vượt biên trái phép vào đất Nga đều bị coi là mối đe dọa đối với Nga và nghiễm nhiên trở thành mục tiêu hợp pháp của các lực lượng vũ trang nước này. Liên quan đến tình hình giao tranh ở Kursk, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở tại Mỹ đã ghi nhận hoạt động chiến đấu của các đơn vị đặc biệt tinh nhuệ của Nga, gồm hai lữ đoàn thủy quân lục chiến số 810 và 155, cũng như lữ đoàn dù 11 ở khu vực Kursk đồng thời có bằng chứng chỉ ra rằng lực lượng Moscow gần đây đã tái triển khai trung đoàn dù 56 từ Rabosino ở phía tây Zaporizhia đến chiến trường Kursk. Dù ISV vẫn chưa phát hiện bất kỳ báo cáo nào về hoạt động chiến đấu của trung đoàn dù 51 ở Kurs, nhưng thực tế là việc chỉ huy đơn vị cùng lãnh đạo các đơn vị khác gần đây đã tái triển khai đến khu vực Kurs, báo cáo với Tổng thống Putin gián tiếp xác nhận rằng trung đoàn này có khả năng cũng được tăng viện đến điểm nóng. Trung đoàn 51 đã được tái triển khai đến Kursk từ hướng Sivers cùng với các đơn vị khác của sư đoàn dù 106. Quân đội Nga cũng đã điều động lữ đoàn thủy quân lục chiến 810 và 155 từ tuyến đầu ở phía bắc Kharkov và có thể đã tái triển khai các đơn vị của lữ đoàn dù 11 từ khu vực Chasovya. Bộ Chỉ huy quân đội Nga có lẽ không tái triển khai lực lượng từ hướng ưu tiên Pokrovs ở vùng Donetsk mà nhiều khả năng sẽ tiếp tục điều chuyển lực lượng từ các hướng có mức độ ưu tiên thấp hơn đến chiến trường trọng điểm để bảo vệ Kursk. Báo Mỹ The Washington Post dường như thất vọng về phản ứng của Nga sau khi Ukraine tấn công xâm nhập qua biên giới sâu vào lãnh thổ Nga ở Kursk. Washington Post ngày 25 tháng 8 viết, Cuộc xâm nhập nhanh chóng của Kiev và Kursk ở Tây Bắc nước Nga trong tháng này đã chọc thủng danh giới đảo đậm nhất một cuộc tấn công trực tiếp vào Nga, nhưng phản ứng của ông Putin cho đến nay đã gây ấn tượng là thụ động và im ắng, tương phản rõ rệt với những tuyên bố của ông trước đó trong cuộc chiến. Theo tờ báo, vào ngày đầu tiên khi cuộc xung đột Ukraine bùng phát vào tháng 2 năm 2022, ông Putin đã cảnh báo rằng bất kỳ quốc gia nào cản trở con đường của Nga sẽ phải đối mặt với những hậu quả mà các vị chưa từng thấy trong toàn bộ lịch sử, một mối đe dọa dường như nhắm vào các quốc gia có thể cung cấp vũ khí cho Ukraine. VKP nhắc lại những phát biểu đanh thép của Tổng thống Nga. Nếu toàn vẹn lãnh thổ của Nga bị đe dọa, chúng tôi chắc chắn sẽ sử dụng tất cả các phương tiện trong khả năng của chúng tôi để bảo vệ Nga và nhân dân của chúng tôi. Đây không phải là một lời khoe khoang. Ông nói vài tháng sau vào tháng 9 công dân của nga có thể yên tâm rằng sự toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc chúng ta sự độc lập và tự do của chúng ta sẽ được đảm bảo tôi nhấn mạnh lại bằng tất cả các phương tiện trong khả năng của chúng tôi với một sự tham chiến rõ ràng đến vũ khí hạt nhân của nga song báo này cho rằng cú đánh của Ukraine và các phòng tuyến của nga cho cuộc tấn công nước ngoài đầu tiên kể từ chiến tranh thế giới thứ hai đã phơi bày những điểm yếu quân sự của nga và làm lộ rõ những đường đỏ dường như chỉ là ảo tưởng của Moscow. Một số người ở phương Tây hiện đang đặt câu hỏi về chiến lược của Washington đối với Ukraine. Họ cho rằng việc cung cấp vũ khí cho Ukraine một cách chậm rãi và cân nhắc để tránh leo thang căng thẳng với Nga mà các nhà chỉ trích cho rằng đã làm hỏng cơ hội của Kiev trong việc đẩy lùi Nga và dẫn đến một cuộc chiến tiêu hao kéo dài với thiệt hại lớn. Cần lưu ý rằng Ukraine đã nhiều lần vượt qua các danh giới đỏ tưởng tượng của Moscow. Cụ thể, việc đánh chìm tàu Moscow của Nga vụ nổ trên cầu Crimea vào năm 2022, các cuộc tấn công bằng dron vào điện Kremlin và Moscow vào năm 2023, việc sát hại tuyên truyền viên trên lãnh thổ Nga và các cuộc tấn công vào các căn cứ không quân chiến lược của Nga Ngoài ra, việc sử dụng thiết bị phương Tây của các lực lượng Ukraine cũng từng là một danh giới đỏ. Nhiều nhà phân tích tin rằng chính sách của Mỹ về hỗ trợ quân sự cho Ukraine lẽ ra nên là một ví dụ sáng chói, nhưng nó vẫn giữ sự e rẻ. Một học giả Nga giấu tên, người đã yêu cầu giấu tên và có mối quan hệ gần gũi với các nhà ngoại giao cao cấp của Moscow, cho biết rằng lãnh đạo Nga coi việc sử dụng vũ khí của Mỹ và phương Tây sâu trong lãnh thổ Nga rất nghiêm túc, nhưng không rõ liệu đã có quyết định nào về cách phản ứng chưa. Ukraine cho rằng Nga đang cố gắng giảm nhẹ tầm quan trọng của cuộc tấn công ở Kursk cũng như những thất bại trong việc chỉ huy của họ. Tờ Kiev Independent đưa tin hàng loạt tiếng nổ đã vang lên ở thủ đô Kiev và các thành phố khác trên khắp lãnh thổ Ukraine trong sáng 26 tháng 8, khi Nga phát động một cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái quy mô lớn. Các diễn biến vẫn đang tiếp tục được truyền thông Ukraine cập nhật. Theo phóng viên của tờ Kiev Independent, coi báo động không kích đã vang lên trên khắp lãnh thổ Ukraine trước 6 giờ sáng theo giờ địa phương, tức khoảng 12 giờ theo giờ Việt Nam. Tiếng nổ đầu tiên được ghi nhận vào lúc 8 giờ 30 vài phút sau thêm một loạt tiếng nổ khác. Tới 9 giờ, nhiều tiếng nổ tiếp tục được ghi nhận ngay sau khi không quân Ukraine thông báo tiêm kích MiG-31 của Nga với tên lửa Kinzhan đã xuất kích. Thị trưởng Kiev Vitaly Kalisko cho biết đã xảy ra tình trạng mất điện trên địa bàn một số quận của thủ đô. Nguồn cung cấp nước ở hữu ngạn thành phố cũng đang có vấn đề. Theo DTEK, công ty năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine, lệnh cắt điện khẩn cấp đang được ban bố trên khắp lãnh thổ Ukraine. Ngoài thủ đô Kiev, các tiếng nổ còn được ghi nhận ở Kharkiv, Odessa, Vinnytsia, Zaporizhia, Kremenchuk, Dnipro, Kemenitskyi, Karopivnitskyi, tỉnh Kirovokras và Kiviri, cũng như ở các tỉnh Lviv, Rivne và Ivano, Frankiv. Theo Kiev Independent, trước mắt đã ghi nhận 3 trường hợp thiệt hại trong vụ tấn công của Nga. Tại thành phố Luz ở tây bắc Ukraine, một tòa nhà trung cư đã bị hư hại. Thị trưởng thành phố Ihor Polichuk cho biết một người đã thiệt mạng. Hai trường hợp còn lại được ghi nhận ở tỉnh Dnipropetrov và Zaporizhia. Đáng lưu ý, ngoài tiêm kích MiG-31, không quân Ukraine đã báo cáo về hoạt động của 11 máy bay ném bom Nga cùng lượng lớn máy bay không người lái cảm tử Kamikaze đang hướng đến các thành phố trên khắp Ukraine. Nhiều tên lửa thuộc các loại khác nhau đã được phóng đi. Theo tờ Kiev Post, các máy bay tấn công của Nga đã cất cánh từ sân bay Engel, Diaghilev, Olenia và Saikovka. Ngoài ra, quân đội Nga đã phóng tên lửa từ biển Caspi và từ các tàu chiến trên biển đen. Tờ báo cho biết, hàng nghìn người đã đổ về các nhà ga tàu điện ngầm ở thủ đô Kiev để trú ẩn trong lúc Nga phát động cuộc tấn công tên lửa có thể là lớn nhất kể từ khi xung đột bùng nổ. Mục tiêu chính của Nga dường như là các cơ sở năng lượng. Phản ứng trước cuộc tấn công của Nga, ông Andriy Yermak, tránh văn phòng Tổng thống Ukraine tuyên bố, mong muốn phá hủy ngành năng lượng của chúng ta sẽ khiến người Nga phải trả giá đắt cho cơ sở hạ tầng của họ. Hiện Bộ Quốc phòng Nga chưa đưa ra bình luận nào liên quan. Trước đó, hôm 23 tháng 8, đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cảnh báo Tổng thống Putin đã quyết định phương thức đắt trả chiến dịch tấn công của Ukraine vào Kursk và đó sẽ là một sự trừng phạt nghiêm khắc. Ông Antonov nói, tôi thành thật thông báo với các vị rằng Tổng thống Vladimir Putin đã đưa ra quyết định, tôi tin chắc những phía có liên quan sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc vì những gì diễn ra ở Kursk. Đại sứ quán Mỹ và Trung Quốc cũng đồng loạt đưa ra cảnh báo về nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công cả ngày lẫn đêm của Nga trên khắp lãnh thổ Ukraine trong những ngày tới. Thông báo của đại sứ quán Mỹ cho hay, Đại sứ quán Mỹ tại Kiev đánh giá rằng trong vài ngày tới và xuyên suốt cuối tuần có nguy cơ tăng cao các cuộc tấn công cả ngày lẫn đêm bằng máy bay không người lái và tên lửa của Nga trên khắp Ukraine liên quan tới ngày độc lập của Ukraine 24 tháng 8. Đại sứ quán Trung Quốc thì khuyến cáo công dân không nên tới Ukraine do tình hình an ninh. Các công dân nào vẫn muốn ở lại Ukraine được khuyến cáo nên tìm nơi trú ẩn an toàn ngay khi có còi báo động không kích. Hãng thông tấn TASS ngày 24 tháng 8 dẫn nguồn tin từ cơ quan thực thi pháp luật Nga cho hay, lực lượng Ukraine tại Novohorivka, cách thành phố Pokrov, tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine, khoảng 11 km về phía đông, đã rơi vào tình thế bị bao vây một nửa. Thông tin được đưa ra chỉ một ngày sau khi Thượng tướng Oleksandr Stanislavovich Sisky, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, được thăng quân hàm lên đại tướng. Theo tờ Pravda, xác lệnh thăng hàm có hiệu lực từ ngày 23 tháng 8. Tạp chí Forbes Mỹ cho biết, bộ binh Nga đã tiến vào Novorodivka trong ngày 23 tháng 8, ngay lập tức khai khỏa dùng phóng lựu hạ gục một xe tăng của Ukraine. Tới ngày 25 tháng 8, báo cáo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết thêm, mật độ tấn công cao nhất đang diễn ra ở Novorodivka. Trong vòng 24 giờ, đã có 58 cuộc giao tranh giữa lực lượng Nga và Ukraine theo hướng Pokrov. Bước tiến quá nhanh của Nga đang đặt Pokrov, thành phố nằm trên tuyến đường tiếp tế chủ lực của Ukraine ở phía tây Donetsk, vào tình trạng nguy cấp. Theo Forbes, các nhà phân tích đã dự đoán được phần nào diễn biến này từ cuối tháng 7, khi Frontelligency Insight, một nhóm phân tích của Ukraine, thông tin rằng tình hình xung quanh Pokrov đang bị đe dọa. Forbes viết, ngay cả lữ đoàn cơ giới số 47 tinh nguyện của Ukraine với khoảng 20 chiếc xe tăng M1 Abram còn sót lại cũng không thể ngăn chặn được bước tiến của Nga mặc dù theo Trung tâm Chiến lược Quốc phòng Ukraine đang có những dấu hiệu cho thấy lực lượng Nga theo hướng Pokrov gặp phải tình trạng thiếu hụt tài nguyên, nhưng theo Forbes, nguy cơ thất thủ của Pokrov vẫn ngày càng tăng cao. Forbes viết, và nếu điều đó dẫn đến sự sụp đổ mạnh mẽ hơn của các tuyến phòng thủ Ukraine ở phía đông, thì các chỉ huy Kiev sẽ phải hối khận khi triển khai một lực lượng lớn tới Kursk thay vì tăng cường phòng thủ cho Pokrov. Tạp chí Newsweek Mỹ dẫn báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISV công bố 24 tháng 8 xác nhận, lực lượng Nga đã tiến rất gần thành phố Pokrov, được cho là đã giành quyền kiểm soát nhiều khu vực lân cận. ISV cho hay, các lực lượng đã tiến vào phía đông Kalipka và đông bắc Mykolaivka đều ở miền đông nam Pokrov trong ngày 23 tháng 6. Bước sang ngày 24 tháng 6, quân đội Nga đã tiến vào vùng ngoại ô Đông Nam Novorodivka, Đông Nam Pokrov, dường như chiếm giữ được hội đồng thành phố Novorodivka ở trung tâm thị trấn, đồng thời tiến vào Kratnyiya, Đông Pokrov. Kế hoạch của Tổng tư lệnh Sisky trên bờ vực thất bại Kênh tin tức Resident Ukraine ngày 25 tháng 8 dẫn nguồn tin cho Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, kế hoạch của Tổng tư lệnh Sinsky nhằm ngăn lực lượng Nga theo hướng Pokrov đang trên bờ vực thất bại. Lý do là bởi sự chậm chế trong việc cung cấp kinh phí và tính toán sai lầm của Kiev đã khiến các tuyến phòng thủ tại Pokrov chỉ được xây dựng ở một phía chứ không phải toàn bộ. Do đó, lực lượng Nga đã dễ dàng bỏ qua tuyến phòng thủ này và tấn công thành phố từ hai bên sườn, nơi không có các công trình phòng thủ. Các sự kiện diễn ra gần đây theo hướng Pokrov cho thấy lực lượng Nga đang áp dụng chiến thuật trên. Nói cách khác, nếu gặp phải tuyến phòng thủ mạnh, họ chỉ cần bỏ qua và tấn công theo hướng khác. Nguồn tin cho hay, văn phòng tổng thống không phân bổ đủ kinh phí cho việc xây dựng các công trình phòng thủ xung quanh Pokrov. Đó là lý do tại sao các tuyến phòng thủ chỉ được xây dựng dọc theo một phía mặt trận. Nếu quân đội Nga đánh vào sườn thành phố, sẽ không có điểm tựa nào để bảo vệ Pokrov và lực lượng Ukraine sẽ buộc phải rút lui. Cũng theo Resident, hiện tại lực lượng Ukraine ở hướng Pokrov đang đơn độc đối đầu với quân đội Nga do lực lượng dự bị đã được Kiev điều chuyển tới tham chiến tại Kursk. The Time, Nga đang cận kề với chiến thắng lớn. Tờ The Time Anh xác nhận, cuộc tiến công của Nga vào trung tâm hậu cần Pokrov đang đạt được đà tiến triển lớn. Chính quyền Kiev đã ra lệnh sơ tán bắt buộc đối với thành phố này. The Times cho hay, Ukraine hy vọng cuộc tiến công xuyên biên giới gần đây của họ vào khu vực Kursk của Nga có thể giảm bớt căng thẳng cho quân đội Ukraine ở khu vực Donbass. Tuy nhiên, thực tế cho thấy các cuộc tấn công của Nga vẫn tiếp diễn liên tục. Theo tờ báo Anh, nếu Pokrov thất thủ, đây sẽ là trung tâm dân số lớn nhất mà Nga giành được kể từ khi chiếm quyền kiểm soát thành phố Bakhmut, tỉnh Donetsk vào tháng 5 năm ngoái. Tờ Washington boss Mỹ hôm 23 tháng 8 cho biết, một bầu không khí kỳ lạ đang bao trùm thành phố Pokrov vốn sôi động. Người dân vội vã đi qua các con phố, những chiếc xe chất đầy vali và các món đồ nội thất vụt qua. Còn báo động vang lên trong tiếng pháo kích dồn dập dội tới. Tờ báo Mỹ nhận định, chính quyền Kiev chỉ còn cơ hội cuối cùng để sơ tán người dân ở Pokrov trước khi quân đội Nga tiến vào thành phố. Theo kênh Riba, sau ngày quốc khánh Ukraine về chiến sự có vẻ trầm lắng thì giao tranh tại vùng Kursk đã trở nên dữ dội hơn nhiều. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố chiếm lại nhiều ngôi làng và cho biết, tính đến nay, quân đội Ukraine AFU tổn thất 5.800 quân nhân, 72 xe tăng, 31 xe chiến đấu bộ binh, 58 xe bọc thép triệu quân, 383 xe bọc thép chiến đấu, 177 xe, 37 khẩu pháo, 5 hệ thống tên lửa phòng không, 11 bệ phóng pháo phóng loạt, bao gồm 3 tổ hợp HIMARS, 9 trạm tác chiến điện tử, radar phản pháo, radar phòng không. Lực lượng Moscow tiếp tục đẩy mạnh hoạt động truy quét các đơn vị đối phương, tình hình vẫn khó khăn nhưng có thể kiểm soát được chiến sự chuyển sang giai đoạn định vị. Cụ thể ở quận Korenevsky vẫn còn xảy ra các cuộc đụng độ trên đường tiếp cận Kremianoi, Aski và khu vực Snagos không có bước tiến nào của Kiev được ghi nhận cho khu vực. Tại quận Sutsansky, quân đội Nga giữ các vị trí tại làng Malaya Loknia, nơi lực lượng Ukraine thỉnh thoảng cố gắng thực hiện các cuộc tấn công, nhưng mỗi lần đều gặp phải sự kháng cự quyết liệt. Tại Chakasy porechny cũng như khu vực Ruskaya Ponopenka và Chakaskaya Ponopenka, chưa có thay đổi nào về tình hình chiến đấu được ghi nhận. Quân đội Nga đã phá hủy thêm một hệ thống tên lửa phòng không Ukraine trên khu vực biên giới vùng Sumy. Lần này, một xe bệ phóng tự hành của tổ hợp buk M1 đã bị bắn khi đang ẩn náu trong một trong những tòa nhà gần làng Krisenkovo. Kênh Military Summary đưa tin gần như không có hành động phá hoại nào của quân đội Ukraine trên mặt trận cớt trong vài ngày qua. Hình ảnh đoàn xe bọc thép đột phá nhanh chóng quanh những dặm đã biến mất. Các trận chiến giành chiến hào hiện đang diễn ra tại từng ngôi làng. Trên trục Abdiivka-Pokrov, lực lượng Moscow đang tiếp tục đánh sập hàng phòng ngự của Ukraine để tiến xa hơn về phía Nam. Hình ảnh vệ tinh cho thấy có những đám cháy lớn bất thường tại Krodivka, novo và ngay trước Selidov, cho thấy ở nơi diễn ra nhiều cuộc đối đầu căng thẳng nhất giữa hai bên hiện nay. Quân đội Nga được ghi nhận thành công ở Kostantinivka, hoàn toàn chiếm giữ được phần phía Nam ngôi làng và treo cao quốc kỳ. Theo cao tốc T0524 phía trước Uleda, Vuleda và Vodian, lực lượng Moscow vai chiếm được một số phần của chiến hào trên đường. Uleda tiếp tục là trọng tâm lớn của họ. Kênh Riba cho biết, các đơn vị Nga đang phát triển thành công trên mặt trận phía Nam trục Adivka Pokrov khi họ vượt qua hàng phòng ngự Ukraine cả ở Novogrodokka và từ hai bên sườn, cố gắng bao vây nơi đây. Lực lượng Kiev bị tước đi lợi thế thông thường là các tuyến phòng thủ được củng cố tốt, đang dần rút lui trên nhiều khu vực cùng một lúc. Các đơn vị tiền phương của Nga tiến tới tuyến Krukoya Krasnaya, giành được chỗ đứng tại ngoại ô đông nam Krasnaya. Họ đang tích cực sử dụng pháo binh và UAV để chấn áp các trận địa khỏa lực của Ukraina, cho phép bộ binh xông lên dọn sạch vị trí của đối phương mà không gặp vấn đề gì đáng kể. Một số nguồn tin đã đưa tin về việc lực lượng Moscow kiểm soát ở cả hai khu định cư nói trên, nhưng vẫn chưa thể xác định thông tin này bằng các video kiểm soát khách quan. Việc giành được Krutaya và Krasnaya sẽ cho phép quân đội Nga bắt đầu tấn công các vị trí của AFU trên bãi thải của mỏ Novokrodovskaya số 3. Điểm cao này đóng vai trò là chìa khóa cho việc hình thành bụi tấn công từ phía Bắc Novogrodokka và đe dọa các đơn vị Ukraine trấn thủ trong thành phố. Tại trung tâm Novogrodokka, nhóm xung kích Nga đang nhanh chóng vượt qua tuyến phòng thủ của đối phương và kiểm soát vững chắc hai đường Michurin và Tugenev, đồng thời bắt đầu các trận chiến trên đường Molodesnaya. Theo một số báo cáo, các nhóm tấn công đi đầu của Nga đã tiến tới khu vực trung tâm thành phố và bắt đầu chiến đấu ở đó. Có thông tin cho biết về việc lực lượng Moscow chiếm giữ các vị trí đối phương trong khu vực giao lộ ở ngoại ô phía tây và các trận đấu súng riêng lẻ ở phía bắc trong khu vực trạm biến áp trên phố Nerazov. Có lẽ quân đội Nga đã làm gián đoạn nguồn cung cấp và tấn công các trung tâm phòng thủ quan trọng của Ukraine. Bất chấp sự hoảng loạn đang lan rộng trong mạng thông tin của Ukraine, vẫn còn quá sớm để nói về quyền kiểm soát của lực lượng Moscow đối với thành phố. Hầu hết các báo cáo về việc họ tiến vào một số khu vực đông dân cư đều đến từ những người dân địa phương mất phương hướng, chưa có thông tin chính xác về tình hình trong thành phố. Ở phía Nam, quân đội Nga đang chiến đấu trên các đường tiếp cận mỏ kopli arevskaya Việc chiếm được mỏ này sẽ đơn giản hóa cuộc tấn công trên khu vực. Các phân đội tiến công tiền phương tiến gần ga xe lửa Mikhailovka và cắt đất đường cao tốc M30, do theo đó là đơn vị Ukraine được tiếp tế ở sườn phía Bắc Donetsk tại phòng tuyến Kalovka Merik, quân Nga đã mở rộng đáng kể vùng kiểm soát, phát triển cuộc tấn công từ Petikni đến Kalinovo, đồng thời tiến mạnh về phía nam dọc theo khổ chứa Kalovsky sau khi chiếm được Skokny. Theo một số thông tin, lực lượng Moscow đang tích cực tấn công từ khai bên sườn tuyến phòng thủ đối phương tại khu vực Kalinovo, cố gắng vượt qua và cô lập các cứ điểm này. Ngược lại, Ukraine đang cố gắng ngăn chặn quân đội Nga đột phá đường cao tốc M30 và cuộc tấn công của họ vào Galicia, Noka. Kênh Riyadokka cho biết lực lượng Kiev tiếp tục các cuộc tấn công bất thành ở khu vực Kurs. Giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn ở một số khu vực khi AFU vẫn đang hy vọng tiến tới Korenevo. Sau thất bại của các cuộc tấn công trực diện, họ quyết định tràn vào ngôi làng ở khu vực Septu nhưng bị đẩy lùi. AFU một lần nữa cố gắng tiếp cận Martinovka nhưng không thành công. Ukraine đã thất bại trong việc chọc thủng Yuskaya Konopenka và Poskanoje. Lúc này, quân đội nga đã giành được thành công các làng Ulanok và Spanoe, lợi dụng sự chuyển hướng của lực lượng đối phương về phía bắc khu vực đột phá. Trong khi lực lượng Kiev đang cố gắng tiến vào khu vực Kurs, thì lực lượng Moscow đang nhanh chóng chiếm lĩnh thêm nhiều khu vực ở vùng Donbass. Quân đội nga bắt đầu cuộc tấn công vào Torres từ hai phía cùng lúc, tiếp cận thành phố từ phía nam, truy kích đối phương đã rút lui khỏi New York. Đồng thời, họ cũng bắt đầu đầu tấn công từ bãi thải của mỏ Sevonaya phát triển dọc theo đường trung tâm. Theo hướng Adnipka Pokrov, lực lượng Moscow đã tấn công thành công Novo krodokka và chiếm phần phía đông Krodokka, từ đó có con đường đi thẳng tới Minokras và Pokrov. Ukrainska Pravda đưa tin báo cáo tối 25 tháng 8 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, trong ngày Chủ nhật, 41 cuộc tấn công của đối phương đã được ghi nhận theo hướng Pokrov, gần một nửa trong số đó xảy ra gần Novogrodokka. Báo cáo có đoạn, Tổng cộng đã xảy ra 136 cuộc giao tranh kể từ đầu ngày, tình hình nóng nhất vẫn ở hướng Pokrov, nhưng Nga cũng tích cực hoạt động ở Limansky và Kurakovsky. Họ đã thực hiện một cuộc tấn công bằng 3 tên lửa và 58 cuộc không kích, thả 95 bom KAB. Ngoài ra, đối phương đã sử dụng 436 UAV và thực hiện 3.169 cuộc pháo kích. Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ đã đẩy lùi hầu hết các đợt xung phong của Nga ở Kharkov, Lyman, Sovets, Kramatorsk, Kurakovsky, Vremovsky. Theo hướng từ Dnieper, đối phương không thành công trong cả hai lần đột kích và các vị trí của Ukraine. Theo hướng Torres, lực lượng Moscow đã tấn công AFU 7 lần gần Nelipoca và Torres. Bốn cuộc tấn công đã bị chặn lại, ba cuộc tấn công ở khu vực Nelipoca vẫn đang diễn ra, tình hình đang được kiểm soát. Tại Pokrov, kể từ đầu ngày, đã có 41 cuộc chiến đấu diễn ra tại 8 khu định cư. Gần một nửa số cuộc tấn công của đối phương tập trung gần Novogrodovka. Lực lượng phòng thủ đã đẩy lùi 37 cuộc tấn công, báo cáo cho hay. Theo số liệu sơ bộ, 254 binh sĩ Nga đã bị vô hiệu hóa theo hướng này trong 24 giờ qua. Hai xe chiến đấu bọc thép, hai hệ thống pháo binh, ba UAV và 15 xe cũng bị phá hủy. Ngoài ra, một xe bọc thép trưởng quân, một hệ thống pháo binh, một khẩu cối 120mm và ba xe của Nga bị hư hại, Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận. Không quân Ukraine trên Telegram cho biết, dạng sáng nay ngày 26 tháng 8, 11 máy bay ném bom Tu-95MS được ghi nhận đã xuất kích và bay trong không phận Nga. Cảnh báo được phát đi có đoạn. Trong trường hợp có mối đe dọa tên lửa và tên lửa hành trình được phóng đi, lực lượng vũ trang sẽ cung cấp thêm thông tin, không nên bỏ qua tín hiệu còi báo động không kích. Đồng thời, không quân Ukraine cho biết cuộc tấn công lớn bằng UAV của Nga vẫn tiếp diễn, còi báo động không kích được ban bố ở hầu hết các khu vực của đất nước. Các kênh Baza Mas Acha đồng loạt đưa tin vào sáng ngày 26 tháng 8, các thành phố Saratov và Engel của Nga đã bị UAV tấn công. Engel là nơi có sân bay căn cứ của các máy bay ném bom chiến lược Tu-95, 11 trong số đó đã cất cánh vào thời điểm đó tại Saratov sau một cuộc tấn công bằng UAV, tòa nhà 38 tầng cao nhất thành phố đã bị hư hại. Thống đốc vùng Saratov Roman Busagin đã xác nhận thực tế về cuộc tấn công bằng UAV. Theo ông, mảnh vỡ đã rơi xuống một tòa nhà trong khu dân cư Volgaski. Trong web của khu dân cư nêu rõ rằng đây không chỉ là tòa nhà cao nhất trong thành phố, mà còn là nơi cao nhất vùng Volga, cao 128,6 mét. Khoảng cách từ tòa nhà đến đơn vị quân đội và sân bay quân sự ở Engel là 12 km. Ukrainska Pravda đưa tin Tổng thống Volodymyr Zelensky kêu gọi các đối tác thực hiện đầy đủ và kịp thời các thỏa thuận về cung cấp vũ khí và hệ thống phòng không cho Ukraine. Ông nói, không nên có sự chậm trễ nào trong khâu hậu cần cho quân đội của chúng ta, để binh sĩ của chúng ta có thể hành động chính xác như mặt trận yêu cầu. Bây giờ chúng ta có một số thông báo lớn về các gói quốc phòng từ đối tác cho Ukraine, vốn chưa được triển khai đầy đủ trong nhiều tháng. Chúng ta cũng có các thỏa thuận về phòng không vẫn đang trong giai đoạn triển khai, và điều này đặc biệt quan trọng vào trước thềm năm học mới. Nhà lãnh đạo lưu ý rằng, thời gian chậm trễ đồng nghĩa với việc có mất mát và chúng ta càng phải chờ đợi lâu, thì Nga sẽ càng có nhiều thời gian để gây ra thiệt hại ông nói và tất cả các cuộc thảo luận của chúng tôi với các nhà lãnh đạo tất cả các cuộc đàm phán đều liên quan đến vấn đề này về tốc độ và sức mạnh của các quyết định chung về việc thực hiện các thỏa thuận không có một ngày nào thế giới quên rằng chúng ta cùng nhau mạnh hơn bất kỳ kẻ gây khấn nào nhưng vì điều này chúng ta thực sự cần phải làm mọi thứ để đảm bảo rằng họ sẽ thua cuộc à, họ sẽ thua cuộc giới quan sát cho rằng nếu việc thất thủ Pokrov dẫn đến sự sụp đổ lớn hơn phòng tuyến của Ukraine ở phía đông các chỉ huy ở Kiev có lẽ sẽ khối tiếc vì đã triển khai một lực lượng lớn tới Kursk thay vì tăng cường cho pháo đài quan trọng này. Nếu các chỉ huy Ukraine hy vọng cuộc đột kích của họ vào khu vực Kursk của Nga cách đây 3 tuần sẽ kéo một số trung đoàn và lữ đoàn tốt nhất của Nga khỏi mặt trận miền Đông cũng như giảm áp lực lên quân đội Ukraine tại những khu vực mà họ dễ tổn thương nhất thì chắc chắn họ đã thất vọng. Điện Kremlin vẫn giữ nguyên lực lượng ở miền Đông và thay vào đó tăng cường cho mặt trận Kursk bằng lĩnh nghĩa vụ trẻ. Điều đó tức là cuộc tấn công của Nga vào đây bắt đầu từ mùa thu năm ngoái và mở rộng đầu năm nay vẫn sẽ tiếp tục trong suốt tháng 8. Tình thế của Ukraine tại miền Đông trở nên vô cùng cam gò. Forbes cho rằng, về bản chất, Nga đã đổi cớt cho một phần miền đông Ukraine và Ukraine đang đổi một phần miền đông để lấy cớt. Những cuộc đánh đổi này còn đáng hay không là một câu hỏi chính trị không dễ để hai bên trả lời. Nhiệm độ tiến công gần đây của Nga ở phía đông Pokrov, tây bắc Donetsk đã dấy lên cảnh báo ở Kiev ngày 23 tháng 8, bộ binh Nga đã tiến vào Novorodivka, cách Pokrov hơn 11 km. Sau khi phóng lựu đạn, họ đã hạ được một xe tăng của Ukraine. Pokrov nằm ở nút giao thông các tuyến tiếp tế chính của Ukraine ở phía Tây Donetsk. Sau nhiều tuần Nga đạt được thành quả ổn định, tình thế của Ukraine tại đây ngày càng khó khăn. Các nhà phân tích đã dự đoán được diễn biến này. Vào cuối tháng 7, Frontline Agency Inside, một nhóm phân tích của Ukraine miêu tả tình hình quanh Pokrov là cực kỳ nghiêm trọng. Điều đó xảy ra trước khi Nga chiếm được thêm một số ngôi làng trên đường tới Pokrov, trong đó có Olipka và Mikolaivka. Ngay cả khi lữ đoàn cơ giới 47 tinh nguyện của Ukraine với hàng chục xe tăng M1 Abram được điều tới mặt trận này, thì họ vẫn không thể ngăn cản được cuộc tiến công của Nga. Nếu có một hy vọng mong manh cho những lực lượng phòng thủ Ukraine ở Pokrov, thì đó là tổn thất của Nga tại khu vực này tương đối nặng nề, nhóm Conflict Intelligence Team cho hay. Theo Trung tâm Chiến lược Quốc phòng Ukraine, có những dấu hiệu cho thấy tổn thất của Nga trong các cuộc tiến công đang gia tăng. Trung tâm Chiến lược Quốc phòng Ukraine cho hay, theo hướng Pokrov, đối phương đang bắt đầu trải qua tình trạng thiếu nguồn lực. Số lượng hướng tiến công đã giảm từ 7 xuống 3 trong 2 tuần. Dù vậy, ngay cả khi nhiệt độ tiến công của Nga đã thu hẹp và chậm lại, nhưng họ vẫn tiếp tục chiến dịch và Pokrov đứng trước nguy cơ thất thủ lớn hơn bao giờ hết. Nếu điều này dẫn đến sự sụp đổ lớn hơn phòng tuyến của Ukraine ở phía đông, các chỉ huy ở Kiev có lẽ sẽ khối tiếc vì đã triển khai một lực lượng lớn tới Kursk thay vì tăng cường cho Pokrov. Bộ Tổng tham mưu lực lượng Ukraine ngày 25 tháng 8 xác nhận, quân đội nước này và Nga đã đụng độ 160 lần trên khắp khu vực chiến sự trong 24 giờ qua. Khoảng 1 phần 3 trong số các cuộc giao tranh diễn ra trên mặt trận Pokrov thuộc vùng Donbass. Cụ thể, quân phòng thủ Ukraine đã đẩy lùi 58 cuộc tấn công của Nga, đặc biệt là gần các khu định cư Vovysenka, Kalinove, Pole, Miroli, Ubipka, Hrodipka, Petitche, Novorodipka mật độ tấn công cao nhất được quan sát thấy gần Novorodivka và Kalinovo. Theo The Sunday Times của Anh đưa tin, bất chấp mọi nỗ lực từ lực lượng Ukraine, quân đội Nga vẫn đang tiến gần đến việc kiểm soát thành phố Pokrov, một trong những trung tâm hậu cần lớn nhất của đối phương ở Donbass. Cuộc tấn công nhằm vào thành phố Pokrov vốn đã nằm trong tầm ngắm của Nga từ lâu và vẫn đang trên đà tiến triển thuận lợi. Nếu thành công, đây sẽ là một trong những chiến thắng lớn đối với Nga một số quân nhân ukraina đang chiến đấu ở thành trì này thừa nhận rằng tình hình đối với họ gần như nguy cấp quân đội nga liên tục sử dụng bom lượn hàng loạt bào mòn khả năng phòng thủ của lực lượng vũ trang ukraina đồng thời dẫn đến sự kiệt quệ của lực lượng chính quyền trong khu vực lực lượng vũ trang nga được cho đã kiểm soát ít nhất một nửa lãnh thổ khu định cư novo và đang chiến đấu tích cực để tiến đến khu định cư khác là kalokka Do đó, các nhà phân tích quân sự nhận định quân đội Nga hiện chỉ còn chưa đầy 10 km nữa là đến Pokrov và cuộc tấn công vào trung tâm thành phố có thể sớm bắt đầu. Trước đó, ngày 19 tháng 8, lãnh đạo cơ quan quản lý quân sự Pokrov Sergei Dobryak cho biết, nếu xem xét tiến độ tiến quân của Nga, người dân Pokrov sẽ còn 1 đến 2 tuần để sơ tán. Chính quyền địa phương đang thúc giục mọi người rời đi ngay bây giờ để đảm bảo việc di tán có kiểm soát, tránh nguy cơ xảy ra hỗn loạn khi Nga tiến đến gần hơn. Tổng thống Volodymyr Zelensky trong một cuộc họp báo vừa diễn ra gần đây cho biết Ukraine không sẵn sàng sử dụng lãnh thổ và người dân của mình để làm phương án đề xuất con đường tiến tới hòa bình kết thúc xung đột với Nga. Con đường dẫn đến hòa bình chúng tôi không sẵn sàng sử dụng lãnh thổ của mình như một lựa chọn cho các đề xuất. Chúng tôi không trao đổi con người và lãnh thổ để đổi lấy lời đề nghị để đổi lấy các giá trị và tự do nền dân chủ của chúng tôi. Chúng tôi không sẵn sàng hy sinh điều này và những điều này hoàn toàn dễ hiểu. Ông Zelensky nói. Trong suốt thời gian cuộc xung đột Nga-Ukraine diễn ra, nhiều đề xuất đã được đưa ra nhằm đem đến hòa bình ở Ukraine, nhưng không đạt kết quả vì quan điểm quá khác biệt của hai bên. Đến nay, Ukraine có phát tín hiệu sẵn sàng đàm phán, nhưng vẫn kiên định với việc thúc đẩy công thức hòa bình 10 điểm của Tổng thống Volodymyr Zelensky. Công thức hòa bình này bao gồm các điều khoản quan trọng như yêu cầu phía Nga rút toàn bộ quân khỏi Ukraine, khôi phục lại đường biên giới năm 1991 và bồi thường chiến tranh cho Kiev. Phía Moscow và khẳng định luôn cởi mở với việc đàm phán hòa bình, nhưng đến nay vẫn bác bỏ các điều kiện của Kiev vì cho rằng chúng phi thực tế. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đưa ra một đề xuất hòa bình mới về việc giải quyết xung đột ở Ukraine, trong đó cần phải có lệnh ngừng bắn ngay lập tức và các cuộc thương lượng sau khi Ukraine rút hết quân khỏi các khu vực mới sắp nhập vào Nga, Ukraine từ bỏ tham vọng gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, thực hiện phi quân sự khóa, áp dụng quy chế trung lập, phi hạt nhân và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt với Nga. Theo Sky News, ứng viên Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hòa Donald Trump trước đó tuyên bố với các nước thành viên NATO không chi đủ tiền cho quốc phòng rằng ông sẽ để Nga làm bất cứ điều gì nước này muốn và đe dọa rút Mỹ khỏi liên minh. Sự không chắc chắn về lập trường của ông Trump đã được khuếch đại sau khi ông chọn người chỉ trích cay gắt việc Mỹ viện trợ cho Ukraine, Zidevan, làm bạn đồng hành tranh cử. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine cho hay ông chỉ nhận được những thông điệp tích cực từ ông Trump trong cuộc điện đàm giữa hai người hồi tháng trước. Tôi nhận được thông điệp rằng ông Trump sẽ ủng hộ Ukraine và làm mọi việc để chấm dứt xung đột. Ông Zelensky nói với các phóng viên Ấn Độ sau khi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi có mặt tại Ukraine vào tuần này. Người đứng đầu Ukraina nói thêm, ông Trump đã đảm bảo rằng ông sẽ làm mọi thứ có thể để Ukraina độc lập, châu Âu và tự do. Đó là những thông điệp tôi nhận trực tiếp từ ông Trump. Chúng tôi sẽ gặp nhau vào tháng 11 sau khi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ diễn ra. Theo Pravda và Telegraph, trong bài phát biểu tối qua 25 tháng 8, ông Zelensky cho biết các lực lượng Ukraine đã tiến thêm từ 1 đến 3 km vào vùng Kursk của Nga và kiểm soát thêm hai khu định cư. Người đứng đầu Ukraine cảnh báo nước này sẽ sớm có thể tấn công bất cứ nơi nào ở Nga là nguồn gốc đe dọa đối với đất nước và người dân Ukraine. Ông Zelensky tuyên bố Nga muốn phá hủy Ukraine song chiến sự đã quay lại Nga. Đối thủ của chúng tôi sẽ biết sớm hoặc muộn một phản ứng của Ukraine sẽ chạm tới bất kỳ điểm nào ở Nga vốn bị coi là nguồn gốc đe dọa đất nước và người dân của chúng tôi. Thống đốc vùng Benkoros của Nga Vyacheslav Gladkov cho biết, 6 người ở khu vực này đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Ukraine. Theo đó, vụ tấn công của Ukraine và làng Rakitnoye đã làm 5 người chết, 13 người bị thương, trong đó có 6 người bị thương nặng, gồm cả một thiếu niên 16 tuổi. Ngoài ra, 12 tòa nhà dân cư, hai cửa hàng và 7 ô tô bị hư hại. Rakitnoye chỉ cách biên giới với Ukraine khoảng 10 km. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói trong một buổi họp báo gần đây, cuộc xung đột không thể kết thúc bằng điều gì khác ngoài việc khôi phục toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và ngăn chặn một cuộc tấn công vũ trang mới của Tổng thống Vladimir Putin và Nga. Về phần chúng tôi, chúng tôi sẽ làm hết sức mình để buộc họ chấm dứt cuộc chiến này bằng con đường ngoại giao để ít người phải khi sinh hơn ngay từ đầu nhưng nếu chúng tôi không thành công các đối tác làm chúng tôi thất vọng nếu họ không kiên quyết và quyết đoán chống lại các hoạt động quân sự của nga thì chúng tôi sẽ làm mọi thứ để đảm bảo quân đội của chúng tôi sẵn sàng đẩy đối phương ra khỏi lãnh thổ của nhà nước chúng tôi Ông Zelensky cũng đưa ra kế hoạch chấm dứt xung đột với Nga bằng biện pháp ngoại giao dựa trên công thức hòa bình, được thảo luận tại Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình ở Thụy Sĩ hồi tháng 6. Hội nghị lần đầu tiên này tập trung thảo luận về các vấn đề được nêu trong công thức hòa bình Ukraine, bao gồm an ninh hạt nhân và lương thực, cũng như hồi khương trẻ em Ukraine được cho là còn ở Nga trong số các vấn đề nhân đạo. Trong một buổi phỏng vấn với đại diện truyền thông Ấn Độ hôm 25 tháng 8, Tổng thống Zelensky cho biết ông muốn thấy một số bước đi ngoại giao nhất định liên quan tới việc kết thúc xung đột Nga-Ukraine, nhưng không phải là ngoại giao được đánh đổi bằng 30% lãnh thổ. Ông Zelensky nói, tôi tin rằng cách tiếp cận của chúng tôi nếu nói về các bước đi trên cả chiến trường và theo hướng ngoại giao thì sẽ gần với hòa bình hơn bất kỳ đề xuất nào khác. Bất cứ khi nào ai đó nói về một giải pháp ngoại giao, tôi luôn ủng hộ. Tất cả chúng tôi đều không muốn bất kỳ người lính nào, một người dân nào của chúng tôi phải hy sinh trong tương lai. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine cũng cho biết thêm rằng đàm phán hòa bình với chính quyền Tổng thống Nga Putin hiện chưa có kết quả. Ông cũng nhấn mạnh cuộc xung đột giữa hai bên chỉ có thể kết thúc nếu toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine được khôi phục. Ông Zelensky đồng thời bày tỏ sự ủng hộ với việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh hòa bình lần thứ hai tại một số quốc gia Nam Bán Cầu và đã đề nghị tổ chức tại Ấn Độ. Vào cuối tháng 7, nhà lãnh đạo Ukraine cũng từng tuyên bố rằng nước này sẽ hoàn thiện kế hoạch vì hòa bình vào cuối tháng 11 năm nay. Quân Nga đã giáng đòn tiêu diệt nhân lực và phá hủy trang thiết bị của lực lượng vũ trang Ukraine tại các điểm dân định cư Vysnevka, Godevka, Ivraskovsky, Krasnoyarsky, Krulenkoye, Lyubimovka, Mikhailovka, Novaya Sorochina, Plekovo, Rubanchina và Snagos ở vùng Kurs, thông báo mới nhất của Bộ Quốc phòng Nga ngày 25 tháng 8 cho biết. Thông cáo chiến sự nêu rõ, Kết quả những cuộc tấn công đường không, hỏa lực pháo binh và hoạt động tác chiến của quân Nga là đã đánh tan nơi tập trung binh lực và thiết bị của các lượng đoàn cơ giới số 22 và số 61, lượng đoàn dù tấn công số 80 và số 82 thuộc lực lượng vũ trang Ukraine, cũng như lưỡng đoàn số 1 vệ binh quốc gia và lượng đoàn bảo vệ số 1004 của Ukraine trong các điểm dân cư Vizhnevka, Godevka, Ivaskovsky, Krasnoyevsky, Kruleskoye, Lyubimovka, Mikhailovsky, Novaya Sorochina, Plekovo, Rusbanchina và Snagos. Kiev mất hơn 300 chiến binh trong ngày ở hướng Kurs. Trong một đêm qua, tổn thất của lực lượng vũ trang Ukraine lên tới hơn 300 binh sĩ và 14 xe bọc thép, bao gồm một xe tăng, một xe chiến đấu bộ binh, một xe bọc thép trưởng quân và 11 xe chiến đấu bọc thép. Thông cáo của Bộ Quốc phòng cho biết tiến độ đẩy lùi âm mưu tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine trên lãnh thổ Liên bang Nga ở khu vực Kursk. Ngoài ra, cùng trong thời gian này, Kiev còn mất 7 ô tô, một khẩu pháo, một đơn vị thiết bị kỹ thuật, hai trận tác chiến điện tử cũng như một radar phát hiện mục tiêu trên không ST-68. Trong vòng 24 giờ, Nga đẩy lùi và phá hủy các cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine vào khoảng 8 điểm ở khu vực biên giới Kursk. Các đơn vị của nhóm phía Bắc với sự hỗ trợ của khoản lực hàng không và pháo binh lục quân đã đẩy lùi các cuộc tấn công của các nhóm xung kích đối phương theo hướng các điểm dân cư Komarovka, Malaya, Loknia, Natchez và Chakasi, Poresnoye nỗ lực đột nhập của đối phương ở Visnetka, Boki, Pokreski và Spandoye cũng bị ngăn chặn. Kết quả là lực lượng vũ trang Ukraine mất tới 40 quân nhân thiệt mạng và bị thương, một xe tăng, bốn xe chiến đấu bọc thép và hai ô tô bị phá hủy. Thông cáo của cơ quan quân sự Nga nêu rõ. Đang tiếp tục tiến hành hoạt động trinh sát tìm kiếm để xác định và tiêu diệt các nhóm biệt kích của đối phương trong các khu rừng đang cố gắng xâm nhập sâu vào lãnh thổ Nga, Bộ Quốc phòng Nga lưu ý máy bay Nga tấn công nơi tập trung chiến binh và khí tải của các lưỡng đoàn Ukraine ở vùng Sumy. Các phi đội khẳng không tác chiến chiến thuật đã thực hiện cuộc tấn công ở khu vực Sumy, dám vào điểm tập trung chiến binh và khí tài quân sự của lực lượng dự bị từ các lưỡng đoàn cơ giới số 22, số 41 và số 54, số 61 và số 115 lữ đoàn dù tấn công số 80 và số 82, lữ đoàn xung kích số 92 thuộc lực lượng vũ trang Ukraine, lữ đoàn 1 vệ binh quốc gia cũng như các lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 101 và số 103 của đối phương trong các khu định cư Polopove, Polovody, Voroba, Katerinivka, Obody, Povoymaskoye, Perechapnevoge, Peremoga, Svetsa, ukro Ukroedi, Yunkovka và Yatshebinoye, thông báo cho biết. Kể từ khi bắt đầu giao tranh ở hướng Kurs, lực lượng vũ trang Ukraine đã mất hơn 5.800 quân nhân. Tổng cộng trong thời gian giao tranh ở hướng Kurs, đối phương đã tổn thất hơn 5.800 quân nhân, 72 xe tăng, 31 xe chiến đấu bộ binh, 58 xe bọc thép chữa quân, 383 xe chiến đấu bọc thép, 177 ô tô, 37 khẩu pháo. Cơ quan quân sự nga tuyên bố. Ngoài ra, lực lượng vũ trang Ukraine còn mất 5 bệ phóng hệ thống tên lửa phòng không, 11 bệ phóng của tổ hợp phóng loạt tên lửa, trong đó có 3 tổ hợp phòng không HIMARS và một tổ hợp MLRS, 9 trạm tác chiến điện tử, một radar phản pháo, một radar phòng không, 5 đơn vị kỹ thuật điện tử bao gồm hai xe phá chướng ngại vật và một thiết bị giải bom mìn UR-77. Nga giành quyền kiểm soát 30 cứ điểm Hãng thông tấn Ryan Novosti ngày 24 tháng 8 đưa tin, trong vòng 24 giờ, nhóm quân phía Tây, lực lượng tác chiến chủ lực của Nga ở mặt trận miền đông Ukraine, đã tấn công và dâng cờ kiểm soát 30 cứ điểm, đánh bại đội hình của 7 lữ đoàn Ukraine, đồng thời loại khỏi vòng chiến đấu 480 binh sĩ đối phương. Ông Ivan Bekma, người đứng đầu trung tâm báo chí của nhóm quân phía Tây thông báo, nhiều hoạt động chiến đấu tích cực các đơn vị súng trường cơ giới của nhóm quân phía Tây đã cải thiện được vị trí dọc chiến tuyến và giành quyền kiểm soát 30 cứ điểm của đối phương Ukraine. Cung cấp thông tin chi tiết hơn, ông Bekma cho biết, với sự hỗ trợ của pháo binh, hệ thống phun lửa hạng nặng và lực lượng không quân, nhóm quân phía Tây đã gây ra tổn thất về nhân lực và trang thiết bị cho các đơn vị thuộc 7 lữ đoàn Ukraine tại 3 tỉnh nóng nhất hiện nay trên mặt trận miền Đông. Petrov Pavlovka, Krulia Novoselovka đều thuộc tỉnh Kharkov, Senna Lugan, Toskoye, Donetsk. Bên cạnh đó, nhóm quân của Nga đã đẩy lùi thành công bốn cuộc phản công từ phía các đơn vị trực thuộc Lữ đoàn Cơ giới 63, Lữ đoàn 1 Vệ binh Quốc gia và Lữ đoàn Đặc nhiệm số 12 của Lực lượng Vũ trang Ukraine. Ông Bikma cho hay, trong vòng 24 giờ, tổn thất của đối phương Ukraine lên tới 480 binh sĩ, hai xe bọc thép trợ quân M113, 7 khẩu pháo, 7 phương tiện quân sự và một trạm radar AN-TPQ-36, 7 con đạn và 13 điểm kiểm soát UAV cũng đã bị phá hủy. Đề cập thêm tới tình hình mặt trận miền Đông, Duma TV, kênh truyền hình của Duma Quốc gia Nga ngày 24 tháng 8 cho biết, quân đội Nga đã đánh bật lực lượng Ukraine ra khỏi vị trí trong các tòa nhà cao tầng ở phía đông thành phố Torres, tỉnh Donetsk. Các nhóm quân Ukraine tại đây bị tiêu diệt một phần, phần còn lại tháo chạy. Duma TV cho biết, quá trình truy quét tàn quân đang được lực lượng Nga tiến hành. Hãng thông tấn TASS dẫn nguồn tin từ cơ quan an ninh Nga cho biết lực lượng Ukraine đang tìm cách điều chuyển các nhóm nhỏ quân tiếp viện tới Torres. Tuy nhiên, phần lớn các nhóm này đã bị Nga loại bỏ trên đường đi. Trước đó, hôm 23 tháng 8, hãng thông tấn Interfax Ukraine dẫn thông tin từ kênh phân tích Deep State có mối liên hệ với quân đội Ukraine cho biết quân đội Nga đã tiến vào ngoại ô Torres. Cùng ngày, tạp chí Focus Ukraine dẫn các cảnh quay định vị địa lý cho thấy quân đội Nga đã tiến vào phía tây Zalinoye hay Zaline, nơi Nga vừa tuyên bố giành quyền kiểm soát hôm 20 tháng 8 và phần trung tâm Deruba, phía đông Donetsk. Theo tờ Telegraph Anh, giành được quyền kiểm soát Zalinoye là thành quả lớn nhất mà Nga đạt được trong những tuần gần đây. Thị trấn này nằm sát với Torres, nơi khai thác mỏ và pháo đài lâu đời của lực lượng Ukraine hoạt động tại Donbass. Do đó, theo chuyên gia quân sự Sergei Zurets, giám đốc công ty thông tin và tư vấn Defense Express Ukraine, việc giành được Salinoye sẽ cho phép Nga gia tăng các hoạt động tấn công vào Torres. Tờ New York Times Mỹ nhận định, nếu giành được các pháo đài phòng thủ truyền thống ở Torres, lực lượng Nga sẽ sẵn sàng tiến về Kostyantinovka, chốt chặn hậu cần của lực lượng Ukraine ở phía đông. Theo tờ Moskovsky Komsomolet MK của Nga, trong một diễn biến đáng chú ý khác liên quan tới tình hình xung đột Nga-Ukraine, thứ tướng Ati Alaudinov, Al Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quân sự Chính trị Lực lượng Vũ trang Nga, đồng thời là người đứng đầu lực lượng đặc nhiệm Akhmat ngày 23 tháng 8 cho biết. Các phương tiện truyền thông Ukraine đang lan truyền thông tin về cái chết của một chỉ huy tiểu đoàn đặc nhiệm trong lực lượng Akhmat có một danh Suchi tại khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt SVO của Nga. Theo truyền thông Ukraina, chỉ huy Sochi đã bị lực lượng Ukraina thanh trừng cùng với 30 chiến sĩ Chechnya khác. Tuy nhiên, ông Alaudinov khẳng định đây là tin tức giả. Trả lời phóng viên RT Sagon Kandaya, ông Alaudinov đã trực tiếp liên lạc với Sochi qua cuộc gọi video để chứng minh viên chỉ huy này còn sống. Trong cuộc trò chuyện với ông Alaudinov, Sochi cũng đồng thời báo cáo về các nhiệm vụ đã hoàn thành trong khu vực trách nhiệm được giao một chuyên gia chiến lược quân sự cho biết nga không thể tận dụng hoàn toàn một trong những vũ khí hiệu quả nhất của mình để chống lại lực lượng ukraina đang tiến vào lãnh thổ của mình có khả năng là do các hệ thống của nga không đủ tốt để đảm bảo rằng nó có thể tự bắn mình ông nói trong khi đó nga đã ngày càng bắn nhiều bom lượn vào lãnh thổ ukraina những quả bom này được trang bị hệ thống dẫn đường cho phép chúng được phóng từ máy bay phản lực ở khoảng cách xa chúng rất khó bị chặn lại và Nga đã chế tạo chúng mạnh hơn với mẫu mới nhất của họ nặng 6.600 bao. Nhưng Nga đã không sử dụng những quả bom này ở khu vực Kursk. Mark Kansian, một đại tá thủy quân lục chiến đã nghỉ hưu và là cố vấn cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, cho biết Nga chưa từng cho thấy sử dụng nhiều sức mạnh không quân hoặc bom lượn chống lại lực lượng Ukraine ở Kursk. Tôi nghĩ đó là sự phản ánh của một hệ thống kiểm soát không lưu yếu, ông nói trong khi Mỹ và NATO có những cơ chế rất tinh vi và một hệ thống rất phức tạp được đào tạo bài bản giữa máy bay và trung tâm kiểm soát để đảm bảo chúng không bắn bất kỳ mục tiêu nào của phe ta, thì Nga lại không như vậy, ông nói thêm. Mỹ khá giỏi về điều đó, nhưng người Nga thì không, ông Sancian nhận định. Sancian nói rằng Nga có thể sử dụng nhiều bom lượn ở Ukraine vì mặt trận là tĩnh và hầu như không di chuyển, do đó Nga có thể thoát khỏi hệ thống kiểm soát yếu hơn và gây ra ít thiệt hại ngoài ý muốn hơn. Ông nói rằng sự thận trọng tương đối của Nga ở Kursk là một sự phản ánh của sự bất lực, sự yếu kém của họ trong việc sử dụng không quân để hỗ trợ lực lượng mặt đất. Một số vụ sử dụng bom lượn đã được ghi nhận ở Kursk nhưng không ở mức độ nào khác. Ngày 22 tháng 8, quân đội Ukraine cho biết Nga đã phóng 27 quả bom lượn cho khu vực, không rõ con số đó là tổng cộng hay trong một ngày. Dù thế nào đi nữa thì con số này vẫn nhỏ hơn nhiều so với số lượng mà Nga được cho là bắn vào các mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine. Chỉ riêng tuần trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Nga đã sử dụng 750 quả bom lượn vào các thành phố và làng mạc ở Ukraine. Con số này cũng ít hơn 50 quả bom lượn mà Forbes đưa tin là Nga đã bắn hàng ngày vào khu vực Sumy của Ukraine, Zafikos người Nga bị hạn chế theo một cách, theo nghĩa là họ không thể thả những quả bom lượt FAB này ở Kursk như họ đã làm ở một số vùng của Ukraine, đặc biệt là ở mặt trận phía đông, vì rõ ràng đó là lãnh thổ của họ. Razan Menon, một học giả nghiên cứu cấp cao tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh và Hòa bình Sanman của Đại học Columbia, cho biết họ sẽ khiến rất nhiều người thiệt mạng, ông nói. Roger Barros, một chuyên gia quân sự Nga tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh của Mỹ, nói với Business Insider rằng, cho đến nay, Nga vẫn chưa sử dụng bom ở ở quy mô lớn. Barros cho biết các cuộc tấn công của Nga ở Ukraine hoàn toàn xóa sổ toàn bộ các khu phố và thị trấn chỉ trong vài ngày. Ông nói thêm, người Nga chắc chắn sẽ không làm như vậy ở Kursk, nhưng khi Ukraine tiếp tục xâm lược, các tính toán rủi ro của Nga có thể thay đổi. Nga đã thả bom trên lãnh thổ của mình và phá hủy vũ khí của chính mình kể từ khi phát động cuộc chiến ở Ukraine. Điều này bao gồm việc bắn hạ máy bay chiến đấu của chính mình. Nhưng đây là những sự cố tương đối riêng lẻ, chứ không phải là điều gì đó xảy ra do một chiến lược mới, chẳng hạn như sử dụng bom lượn ở Kursk. Barros cho biết Nga lo sợ về những cân nhắc chính trị khi nhắm vào lãnh thổ của chính mình. Trong khi đó, Ukraine đã bắt đầu sử dụng bom lượn chống lại Nga ở Kursk. Ông Zelensky cho biết cuộc xâm nhập nhằm mục đích tạo ra một vùng đệm để giảm thiểu khả năng gây hại cho Ukraine của Nga. Tuy nhiên, các nhà phân tích chiến tranh nói với BI rằng Ukraine có thể cũng muốn kéo dài lực lượng của Nga và tạo động lực mới cho quân đội và đồng minh của mình. Barros cho biết không rõ hoạt động diễn ra nhanh chóng này sẽ kết thúc như thế nào, nhưng ông cho biết cho đến nay đây là một tín hiệu tích cực cho Ukraine sau nhiều tháng chiến tranh khốc liệt với rất ít lãnh thổ được trao đổi. Ông cho biết người Ukraine không còn bị mắc kẹt trong lối mòn nơi họ không còn sáng kiến nữa. Ông cho biết bây giờ người Ukraine không còn nằm im trong hơn 9 tháng chỉ để cố gắng hết sức để phân loại nữa. Hãng thông tấn TASS đưa tin Bộ Quốc phòng Nga ngày 25 tháng 8 cho biết trong một tuyên bố rằng quân đội nước này đã điều thêm vũ khí tên lửa và pháo binh tới tỉnh Kursk. Động thái này dựa trên yêu cầu của Sở Chỉ huy tác chiến các đơn vị Nga được triển khai tại tỉnh biên giới này. Bộ Quốc phòng Nga thông tin thêm rằng việc cung cấp vũ khí vẫn tiếp tục theo đúng lịch trình. Các loại vũ khí tên lửa và pháo bổ sung đã được cung cấp cho lực lượng này. Lực lượng đặc nhiệm Nga hiện đang tiếp nhận các yêu cầu từ mặt trận 24 trên 7 và xử lý trong vòng 24 giờ. Theo bộ này, lực lượng vũ trang Nga tiếp tục đẩy lùi nỗ lực xâm nhập của quân đội Ukraine vào lãnh thổ. Các đơn vị của nhóm chiến đấu phương Bắc được hỗ trợ bởi máy bay quân đội và lực lượng pháo binh đã đẩy lùi các cuộc tấn công của các đội tấn công của Ukraine về phía Komarovka, Malaya Loknia, Nechayev và Chakasikoye presnoye Các nỗ lực thực hiện tấn công của Ukraine cũng đã bị ngăn chặn gần Vizniovka, Pogreki và Spanoye. Các hoạt động trinh sát, tìm kiếm và tiêu diệt các nhóm phá hoại của Ukraina trong các khu vực rừng rậm vẫn đang được quân đội Nga tiến hành tương đối hiệu quả. Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, lực lượng vũ trang Ukraina đã mất hơn 300 binh sĩ và 14 xe bọc thép trong ngày qua, bao gồm một xe tăng, một xe chiến đấu bộ binh, một xe bọc thép chở quân, 11 xe chiến đấu bọc thép, 7 xe ô tô, một khẩu pháo, một xe công binh, hai hệ thống tác chiến điện tử và một radar phát hiện mục tiêu trên không. ST 68. Ngoài ra, Nga đã tiến hành các cuộc không kích bằng máy bay, khỏa lực pháo binh và tấn công các bộ binh nhằm vào lực lượng cũng như trang thiết bị của lữ đoàn cơ giới số 22 và 61, lữ đoàn không kích số 80 và 82, lữ đoàn vệ binh quốc gia số 1 và lữ đoàn an ninh số 1004 của Ukraine gần Vizniovka, Godevka, Ivaskovsky, Kratnoovsky, Karuleskoye, Liubimokha, Mikhaikovka, Novaya Sorochina, Blekovo, Rusbanchina và Snagot. Cuộc không kích cũng đã được Nga thực hiện ở vùng Sumi nhằm vào quân đội và thiết bị quân sự từ lực lượng dự bị của các lữ đoàn cơ giới số 22, 41, 54, 61 và 115 các lữ đoàn tấn công đường không số 80 và 82, lữ đoàn tấn công số 92 của lực lượng vũ trang Ukraine, lữ đoàn vệ binh quốc gia số 1 và các lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 101 và 103 gần Peloponye, Polovody, Voroba, Druba, Katerinovka, Povomaiskoye, Persechepnevoye, Peremoka, Svesa, Sumi, Ukroedi, Yunakovka và Yachepinoye. Theo tờ Washington Post, việc Ukraine xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Nga trong cuộc tấn công của lực lượng nước ngoài và lãnh thổ Nga đầu tiên kể từ Thế chiến II không phải là lần đầu tiên Kiev vượt qua ranh giới đỏ của Nga. Trước đó, các cuộc tấn công của Ukraine đã nhiều lần vượt qua các danh giới đỏ của Nga, đánh chìm tàu xoáy hạm Moskva của Nga ở Biển Đen, vụ nổ cầu Krum, các cuộc tấn công bằng tên lửa Storm Shadow và trụ sở hạm đội ở Sevastopol, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào năm 2023 vào Điện Kremlin và Moscow, và các cuộc tấn công vào các căn cứ không quân chiến lược cách Ukraine hàng trăm dặm các thiết bị vũ khí phương Tây mà lực lượng Ukraine sử dụng, HIMARS, xe tăng, ATAC MS và F-16, tất cả đều từng là danh giới đỏ. Nhưng cuộc tấn công chớp nhoáng của Kiev vào Kurs trong tháng này đã cắt đứt danh giới đỏ lớn nhất, một cuộc tấn công trực tiếp trên bộ vào Nga. Alexander Daniliuk, cựu quan chức tình báo và quốc phòng Ukraine cho rằng cuộc tấn công này rủi ro nhưng nó đã gửi đi một tín hiệu rất mạnh mẽ và giúp thay đổi câu chuyện về Ukraine rằng họ không thể giành chiến thắng và về các danh giới đỏ của Nga. Cả hai câu chuyện này đều đã bị thay đổi, cựu quan chức tình báo Ukraine nói thêm. Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky hôm 20 tháng 8 đã dẫn chứng cuộc tấn công vào Kursk để phản đối các hạn chế của Washington đối với việc Kyiv sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công sâu hơn vào các mục tiêu quân sự ở Nga, chẳng hạn như các căn cứ không quân mà Nga sử dụng để triển khai các cuộc tấn công bằng bom lượn. Mặc dù cuộc xâm nhập Kursk của Ukraine đã thay đổi các tính toán, nhưng nó không làm thay đổi cán cân cơ bản trong cuộc chiến. Với việc Moscow tiếp tục tập trung vào miền đông Ukraine, tiến gần đến thành phố Pokrov ở vùng Donetsk, một trung tâm hậu cần quan trọng có thể mở đường cho những bước tiến xa hơn của Nga nếu thành phố này sụp đổ. Sự hiện diện của quân đội Ukraine tại 15-20 tới ngôi làng ít được biết đến ở vùng Kursk không có nhiều ý nghĩa so với những bước tiến của Nga ở Donetsk. Sergei Markov, một nhà phân tích người Nga, nhưng nếu Ukraine chiếm được toàn bộ Kluskovsky ở Kursk hoặc chiếm thủ phủ của vùng, thành phố Kursk, đây sẽ là một tổn thất rất lớn có thể buộc Tổng thống Nga Putin phải thay đổi cách tiếp cận của mình. Ông nói thêm. Hãng thông tấn TASS trích dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, các loại vũ khí tên lửa và pháo binh bổ sung đã được gửi tới nhóm lực lượng tại Kursk theo đúng lịch trình. Bộ này đồng thời chỉ ra rằng lực lượng đặc nhiệm của Moscow đang tiếp nhận các yêu cầu 24 trên 7 và xử lý trong vòng 24 giờ. Trong báo cáo được công bố cuối ngày 25 tháng 8, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng vũ trang đang tiếp tục đẩy lùi nỗ lực xâm nhập của quân đội Ukraine vào Liên bang Nga. Các đơn vị của nhóm chiến đấu phía Bắc được hỗ trợ bởi máy bay quân đội và lực lượng pháo binh đã đẩy lùi các cuộc tấn công của đối phương về phía Komarovka, Malaya Loknia, Nechayev và Chekaskoye Poresnoye. Các cuộc tấn công của Kiev đã bị ngăn chặn gần Viznioka, Boki, Bogretki và Spanoye cũng theo báo cáo các hoạt động trinh sát và tìm kiếm vẫn đang tiếp tục phát hiện và tiêu diệt các nhóm phá hoại của đối phương trong các khu vực rừng rậm đang cố gắng tiến sâu hơn vào lãnh thổ nga Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội Ukraine đã mất hơn 300 binh sĩ ở khu vực Kurs trong 24 giờ, ngoài ra còn có 14 xe bọc thép, gồm một xe tăng, một xe chiến đấu bộ binh, một xe bọc thép chở quân, 11 xe chiến đấu bọc thép khác, 7 xe ô tô, một khẩu pháo, một xe công binh, hai hệ thống tác chiến điện tử và một radar phát hiện mục tiêu trên không ST-68. Trong một diễn biến liên quan, máy bay quân đội đã tiến hành các cuộc không kích vào quân đội Ukraine ở khu vực Kurs và khu vực Sumy thuộc Ukraine. Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các cuộc không kích, hỏa lực pháo binh và các cuộc tấn công của bộ binh nhằm vào lực lượng và trang thiết bị của đối phương từ lữ đoàn cơ giới số 22 và 61, lữ đoàn không kích số 80 và 82 của lực lượng vũ trang Ukraine, lữ đoàn vệ binh quốc gia số 1 và lữ đoàn an ninh số 1004 gần Vizyovka, Godeyevka, Izvatkovsky, Krasnoyevsky, Karulenkoye, Liubimoka, Bimoka, Novaya Sorochina, Plekovo, Rubanchina và Snagos. Bên cạnh đó, các không kích cũng đã được thực hiện nhằm vào quân đội và thiết bị quân sự từ lực lượng dự bị của các lữ đoàn cơ giới số 22, 41, 54, 61 và 115 các lữ đoàn tấn công đường không số 80 và 82, lữ đoàn tấn công số 92 của lực lượng vũ trang Ukraine, lữ đoàn vệ binh quốc gia số 1 và các lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 101 và 103 gần Peloponye, Polovody, Voroba, Deruba, Katerinovka, Obody, Povomaiskoye, Petsai Chapnevoye, Peremoga, Svetsa, Sumi, Ukroyedi, Yunakovka và Yatshebi, Noye. Theo thống kê của Bộ Quốc phòng Nga, quân đội Ukraine đã mất hơn 5.800 binh sĩ và 72 xe tăng, 31 xe chiến đấu bộ binh, 58 xe bọc thép trở quân, 383 xe chiến đấu bọc thép, 177 xe cơ giới, 37 khẩu pháo, 5 hệ thống tên lửa, 11 hệ thống tên lửa phóng loạt kể từ khi giao tranh bắt đầu ở khu vực Kursk. Việc phát triển tên lửa không người lái tầm xa Palianesia của Ukraine đã hoàn thành trong 1,5 năm với hàng chục căn cứ không quân của Nga nằm trong phạm vi của nó. Palianesia là tên gọi của một loại bánh mì, là một từ tiếng Ukraine mà người Nga thấy khó phát âm đúng. Kể từ khi cuộc chiến bắt đầu, người Ukraine đã sử dụng từ này như một phương tiện để xác định quân đội Nga hoặc những kẻ phá hoại. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky viết trên Facebook cho biết, trong hai năm rưỡi chiến tranh toàn diện, Nga đã phóng khoảng 10.000 quả tên lửa các loại và hơn 33.000 quả bom lượn vào Ukraine. Việc ngăn chặn các cuộc tấn công vào thành phố của chúng ta có thể đạt được bằng cách nhắm vào các tàu sân bay của loại vũ khí này, máy bay Nga đồn trú tại các sân bay quân sự. Hôm qua, lần đầu tiên vũ khí mới của chúng tôi được sử dụng thành công trong chiến đấu. Máy bay không người lái tên lửa tầm xa Palianisia của Ukraine đã được sử dụng. Nó được thiết kế trong nước để phá hủy tiềm năng tấn công của kẻ thù. Số lượng máy bay không người lái được sản xuất sẽ tăng lên giống như sản lượng máy bay không người lái tấn công tầm xa của chúng tôi, hiệu quả mà chúng tôi chứng kiến gần như hàng ngày. Đoạn video do Tổng thống đăng tải lưu ý rằng một trong những cách hiệu quả nhất để chống lại các cuộc tấn công tên lửa của Nga là nhắm vào các phương tiện mang theo vũ khí này, sân bay quân sự của Nga. Tuy nhiên, các đồng minh của Ukraine không cho phép sử dụng các loại vũ khí được cung cấp cho mục đích này. Do đó, Ukraine đã đưa ra chương trình tài trợ cho các dự án tên lửa tư nhân, đầu tư vào các cơ quan thiết kế nhà nước và bãi bỏ quy định đối với ngành này để kích thích đổi mới. Tên lửa Palianisia là kết quả đầu tiên của những nỗ lực này. Chi tiết về tên lửa Palianisia phân lớn được phân loại, tên lửa không người lái này có thể tiếp cận khoảng hai chục sân bay quân sự của Nga và được phát triển chỉ trong 1,5 năm. Nó được phóng từ bệ phóng trên mặt đất và có động cơ phản lực. Chi phí của Palianisia thấp hơn đáng kể so với các tên lửa tương tự, với những nỗ lực đang diễn ra để tiếp tục giảm chi phí và tăng sản lượng. Theo thông tin từ văn phòng thủ tướng Ukraine vào ngày 24 tháng 8, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine mươi 59 tuổi, từng giữ cấp bậc quân hàm thượng tướng, đã được thăng hàm đại tướng. Tướng Zelensky, sinh năm 1965 tại vùng Vladimir của Nga, đã sống ở Ukraine từ những năm 1980. Ông được bổ nhiệm làm Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine vào tháng 2 theo truyền thông Nga, vào sáng ngày 6 tháng 8, khoảng 1.000 binh sĩ Ukraine được xe bọc thép yểm trợ đã tấn công xuyên biên giới, nã phá vào Kursk. Tổng thống Nga Vladimir Putin mô tả cuộc tấn công Kursk là một hành động khiêu khích quy mô lớn khác của Kiev. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine ngày 13 tháng 8, Heohi Taki khẳng định cuộc tấn công xuyên biên giới vào Kursk trong những ngày qua không liên quan đến việc chiếm giữ lãnh thổ. Ông nói rằng Ukraine phát động chiến dịch này nhằm bảo vệ đất nước khỏi các cuộc tấn công tầm xa từ Kursk. Đến ngày 18 tháng 8, Tổng thống Zelensky khẳng định cuộc tấn công quân sự của Ukraine vào Kursk nhằm mục đích tạo ra một vùng đệm để ngăn chặn các cuộc tấn công xuyên biên giới của Nga. Ngày 24 tháng 8, hãng TASS của Nga đưa tin trong 24 giờ gần đó, khoảng 3.200 người đã được sơ tán khỏi khu vực biên giới của Kursk. Ông Artyom Sadov, phó phát ngôn viên của Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga, trong một cuộc họp báo đã xác nhận thông tin trên. Theo ông Sarov, đã có khoảng 10.000 người dân Kurs, bao gồm gần 3.000 trẻ em, đã được đưa đến các trung tâm lưu trú tạm thời ở một số vùng của Nga. Họ đang nhận được hỗ trợ y tế, tâm lý và pháp lý. Bộ Quốc phòng Ukraine mới đây đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh không quân sử dụng bom lượn GBU-39 để tập kích một cứ điểm của Nga tại vùng Kursk một trạm điều khiển UAV, một đơn vị tác chiến điện tử, khoảng 40 binh lính và nhiều khí tài của đối thủ bị đánh trúng. Tư lệnh không quân Ukraine Mykola Olechuk cho biết, trong một diễn biến liên quan, Kiev tuyên bố quân đội đã kiểm soát một khu vực có diện tích 1.263 km2 và 93 khu định cư ở Kursk, bao gồm cả thị trấn chiến lược Suza. Bom lượn GBU-39 được Mỹ phát triển vào giữa những năm 2000. GBU39 có đầu đạn nổ phân mảnh, nặng 39 kg, đủ để xuyên thủng bê tông cốt thép dày tới 1 m, có thể được dẫn đường bằng radar chủ động và laser, GPS và dẫn đường quán tính, tùy thuộc vào cấu hình và từng biến thể. Hệ thống này tự hào có sai số vòng tròn khoảng 1 m và có tầm bắn từ 75 tới 110 km. Đúng như tên gọi, bom sẽ lướt tới mục tiêu dọc theo đường bay được chỉ định trước ở tốc độ thấp mà không cần sự hỗ trợ của động cơ tên lửa. Chi phí của loại bom này tương đối thấp, chỉ 40.000 đô la Mỹ một quả so với chi phí 3,2 triệu đô la Mỹ của tên lửa Storm đầu mà Kiev nhận được từ Anh. Do đặc tính tín hiệu đa đa nhỏ và thời gian bay tương đối ngắn, rất khó phát hiện và đánh chặn bom SDB bằng cách các hệ thống phòng không truyền thống. Cơ quan tình báo quân sự Ukraine gọi tắt là DIU tuyên bố Ngày 24 tháng 8, các binh sĩ của cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine tấn công thành công một kho đạn giã chiến nằm gần Ochogod, vùng Vodonet của Nga. Trong khi đó, thống đốc vùng Vodonet Alexander Gusev cho biết lực lượng phòng không Nga đã phá hủy một số máy bay không người lái, các mảnh vỡ rơi xuống, gây ra hỏa hoạn và kích nổ các vật thể nổ tại một địa điểm không xác định. Ông Gusev nói thêm rằng có hai người bị thương và 200 người được sơ tán khỏi nhà. Tạp chí Newsweek dẫn một số thông tin có hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy hậu quả dữ dội của vụ việc. Tài khoản World is Translated trên X trước đây là Twitter đăng vào ngày 24 tháng 8. Thị trấn Ochogod ở vùng Vodonet của Nga đã bị nhiều máy bay không người lái tấn công. Một số đoạn video cho thấy có hỏa hoạn tại địa điểm cách Moscow hơn 640 km về phía Nam. Bài đăng cho biết thêm ảnh hưởng lớn vì các vụ nổ và hỏa hoạn ở Ochogod không ngừng kể từ sáng sớm. Một tài khoản khác trên X cũng viết máy bay không người lái của Ukraine đã lượn qua kho vũ khí ở vùng Voronezh của Nga vào đêm qua. Các phương tiện truyền thông địa phương đưa tin Ukraine đã sử dụng tên lửa hành trình Neptune trong cuộc tấn công được cho là đã gây ra nhiều vụ nổ thứ cấp. Tuy nhiên, tạp chí Newsweek vẫn chưa thể nào xác định phía Ukraine đã sử dụng loại đạn dược tấn công nào. Khi Newsweek liên hệ, Bộ Quốc phòng Ukraine trả lời, chúng tôi không bình luận về những gì đang xảy ra ở Nga. Newsweek cho biết tạp chí này cũng đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga. Vùng Vodonet giáp danh với vùng Luhansk của Ukraine là nơi có các sân bay quân sự, nhà máy lọc dầu và kho đạn dược do Moscow sử dụng, trước đây từng là mục tiêu của Kiev. Cùng ngày, hãng thông tấn TASS dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội Nga tiếp tục triển khai các hoạt động trinh sát và tìm kiếm, hạ gục các đơn vị của Ukraine tại vùng Kursk. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định lực lượng vũ trang Nga đã ngăn chặn các nỗ lực tấn công của Ukraine tại Kursk. Bộ Quốc phòng Nga vào ngày 24 tháng 8 nêu rõ, với sự hỗ trợ của không quân và hỏa lực pháo binh, các đơn vị của nhóm chiến đấu phía Bắc đã ngăn chặn các cuộc tấn công của đối phương theo hướng Boki, Spanoje, Chekaskoje, Poreknoje và Malaya, Loknia. Các nỗ lực tấn công theo hướng Komarovka và kremonoje cũng đã bị phá vỡ. Khoảng 3.200 người được sơ tán khỏi các quận biên giới của Kursk trong 24 giờ qua.